Mến chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Khắc Di TV. Thì cái vườn này thì em trồng sau cái vườn ở quê á là khoảng tầm 3 tháng. Thì cái vườn ở quê thì tới thời điểm này đâu đó nó khoảng tầm được 25 tháng rồi. Thì cái vườn này khoảng tầm 22 tháng nha các anh chị. Thì hôm nay sẵn em cuối tuần rồi ghé thăm vườn thì cũng quay một vòng để cập nhật cho các anh chị nào mình đang quan tâm ha. Hôm trước thì có một số anh chị cũng hỏi thăm là cái vườn ở Càng Long mà mình bỏ phế giờ nó ra sao rồi. Thì đây là hình ảnh cụ thể của những cây dừa trên vườn Càng Long này các anh chị, trong điều kiện là rất ít chăm sóc. Thì cơ bản thì một số cây thì nó cũng khá là đẹp nè các anh chị. Ví dụ như cây này nè, nó cũng khá là đẹp nè. Cây kế bên thì nó cũng đẹp nữa đó. Cái dãy bên đó thì cũng khá khá các anh chị, mặc dù nó không lớn nha, nhưng mà nó vẫn xanh các anh chị đó. Ở đây thì nè, một số cây nè các anh chị. Cây kia thì nhỏ ha, thì nó phải chịu có cây lớn cây nhỏ rồi. Ngay cả khi mình chăm sóc thì nó còn cây lớn cây nhỏ các anh chị. Cây này ngay cái gốc, hai cái gốc kinh nè đó. Thì sẵn em lên em sẽ quay một vòng để cho các anh chị có thể xem nếu mà trường hợp mình ít chăm sóc nó sẽ như thế nào ha. Thì thời gian gần đây thì em có để cho cái anh hàng xóm ở đây thì ảnh trồng những cái cây mà ngắn ngày đó các anh chị, trên những cái khu vực cụ thể thì anh cũng có chăm sóc giùm các anh chị, nên là lúc này nó đỡ hơn lúc trước các anh chị. Anh chị thấy những cây dừa này cũng rất là nhìn rất là mướt luôn nè. Nhưng mà hiện tại thì em thấy là có dấu hiệu là có kiến dương đục rồi các anh chị. Này chắc là em sẽ nhờ ảnh xịt thuốc giùm. Hôm trước thì em có mua mấy cái bịch thuốc em để á. Đó, nhìn anh chị nhìn cái góc bên kia nè, cũng khá khá ha. Lát em sẽ đi qua đó để cho các anh chị có thể xem chi tiết cụ thể luôn. Thì bây giờ em sẽ đi dọc cái clip cặp cái con kinh này các anh chị. Bên kia thì người dân cũng lên clip trồng dừa trồng cao. Và kinh bên đó thì chuẩn bị làm đan nè. Thì sau khi mà làm đan á thì cái con đường mà mình di chuyển vô á, từ đây ra ngoài đường nhựa đó các anh chị, thì đó khoảng đâu đó khoảng tầm 600-700 mét gì đó. Khi mà có cái con đường đan 2-3 mét đây nè thì nó sẽ khỏe hơn, mình đi lại nó thuận tiện hơn. Sau này mình có bán dừa gì nó thì nó cũng đỡ hơn các anh chị. Nè, em sẽ quay tổng thể một vòng trước ha. Cái em sẽ đi chi tiết các anh chị. Như anh chị thấy cây dừa này nè, cũng khá nè các anh chị. Hôm trước là gần ga mát với Dũng rất là nhiều. Rồi cuối năm thì em cũng để cho cái anh hàng xóm tắt kinh á, rồi cái anh lấy ga mát anh lắp lên nè, nên nó sẽ giúp cho cây dừa nó giữ ẩm trong thời điểm mà nắng hạn như thế này. Đây là một cái vòng anh chị có thể nhìn đó, từ xa xa ha. Có cây lớn cây nhỏ nha các anh chị. Nhưng mà cơ bản thì cây nào nó chịu lớn thì nó xanh mướt luôn các anh chị. Những cây nhỏ thì cơ bản thì nó cũng không quá tệ đâu. Tại vì mình không có chăm sóc mà, như cây này nè, không chăm sóc nó nhỏ, nhưng mà kiểu nó không phải là cái thuộc dạng mà nó còi cọc quá, nó cũng xanh. Trong điều kiện thì mình rất ít chăm sóc. Tới thời điểm hiện tại thì theo như thống kê lại thì em có tưới humic được hình như 2 lần cái lúc mà mới trồng đó các anh chị. Rồi sau đó thì rải phân được 1 lần. Đợt đó mua bao hình như 25 kg hay gì đó, 400 mấy ngàn gì đó, 20-10-10 gì đó các anh chị. Thì cái em không có thời gian thì cũng nhờ anh hàng xóm anh gửi luôn. Thì tới giờ á thì chắc là anh xịt thêm được đợt 2 đợt thuốc gì đó. Cái dừa này khá là đẹp anh chị. Cái dừa cực kinh chỗ đây là mất cây, em chưa có trồng lại để tháng mưa trồng lại, chứ khoảng cách là 6 mét, em trồng cây 6 mét cây anh chị. Cái đó hay có cây dừa, cái gốc nó cũng bự bự nè các anh chị. Lát em đi qua bạn. Hôm nay thì sẵn đi quay một vòng để cho các anh chị có thể cùng xem với em chuối nè. Hiện tại thì em cũng để cho cái anh hàng xóm anh chăm dừa, anh thu hoạch luôn chứ em không có lấy. Lâu lâu nếu mà lên mình thấy bắp chuối hay quầy chuối nào đó thì bẻ thôi, nhưng mà thực ra tới giờ hầu như cũng được 1-2 bắp chuối vậy đó các anh chị, chứ cũng không có. Chở đi thì nó cũng cồng cờ, mà dưới nhà quê thì nó cũng có. Cái này hình như nó bị đốt lửa hay sao, nó hơi héo héo. Ồ, cái này bị đốt lửa các anh chị. Chắc là khi mà mấy anh đốt thì nó hơi bị cháy. Cái tàu kia nó bị hơi cháy nè, bị nóng á, hơi nóng nó phá vô. Còn cái cây này nó bên đây thì nó bị con thấy cắn ngang đứt cái đầu. Thời điểm này là kiến dương dữ lắm anh chị, gà độc mới anh chị, chứ không gà độc mới là toàn. Chắc để em nhờ xịt
xịt thuốc thêm. Thì cái này thì nó nhờ vậy thôi chứ là mình cũng trả theo bình đó các anh chị. Một bình 20 lít gì đó thì trong đó khoảng tầm 20-25 ngàn gì đấy, em cũng không nhớ chính xác. Thì có những thời điểm thì em trả tiền, có những thời điểm thì anh xịt giùm. Cơ bản cái nào nó ra cái đó cho nó dễ các anh chị. Nào mình nhờ mình thuê thì thuê. Cái này thì đó tưởng chết này các anh chị, mà bây giờ nó cũng được vậy nè. Nghĩ là trồng lợi không. Cánh ngoài đây thì nói chung thì nó cũng không có được đẹp lắm, nhưng cũng đã đỡ. Em đi hơi nhanh, quay thì có gì các anh chị thông cảm nha. Cái này cũng khá. Đợi làm cái con đường này các anh chị dài nghe ha. Em có điện thoại trực tiếp với chú nằm trong cán bộ của ấp rồi. Ông nói cũng vài tuần nữa làm, nhưng mà chưa biết chính xác anh chị. Trong có một lúc mà có cây nó nhỏ vậy, còn cây nó lớn vậy này các anh chị nè, chị thấy không? Bị con kiến dương nó quất ngang đứt đọt nữa nè. Giờ thì phải sạch thôi, chim bò cánh trứng. Dưới đây thì mình không có điều kiện mình chăm sóc, nên giờ nó được như vậy là mừng rồi các anh chị. Nó thật đó, được như vậy là mừng rồi, chứ cũng không dám đòi hỏi gì thêm. Để mình có thời gian mình chăm sóc nó đâu mà mình đòi nó tốt như mình mong muốn được. Em cũng đi một vòng lướt qua thôi nha các anh chị. Này con xung quanh xuống sới sới chuẩn bị xạ. Khu vực này thì em để cho anh hàng xóm anh trồng cỏ, và chuối bên đó là anh tự trồng cho anh tự thu hoạch á. Mía ăn mía không, ăn mía không mọi người? Em chưa từng ăn một cái mía trên đây luôn, mấy năm trời rồi đó chưa từng ăn một cái mía luôn. Để em qua cái clip này đi, em quay ngược lại cho nó tổng thể dòng nữa, cái mình dừng cái clip nha các anh chị. Chủ yếu là để cập nhật cho các anh chị kia em coi hiện trạng nó như thế nào. Cây này lớn nha các anh chị, cây dừa này lớn. Đặc biệt cái dưới đây cây này, cái đợt giống này thì hầu như rất là ít chết các anh chị. Em thấy chết chỉ có một cây thôi, hai cây chứ. Một cây bên đây nó yếu kìa, cái đằng kia thì anh chị nó yếu, cái đó nó yếu thôi chứ nó chưa chết nữa kìa. Giống thì được, may mắn là được gặp cái giống nó khỏe. Bên kia thì bắt đầu phát phát lên nè, chứ hồi trước cũng nhỏ tí à. Cây này cũng khá khá anh chị thấy, mà nếu mà mình không chăm sóc mà nó được vậy thì cũng ok lắm. Không biết là hỏi gì hơn nữa. Cái này mà thực ra là có thời gian tưới thì sóc thêm thì thôi. Như cây này nó bự này các chị, đáng lẽ bây giờ nó bự lắm, nhưng mà nó bị con đuông chỉ quất ngay cái đọt rồi, nó lên đọt mới rồi các anh chị. Xin lỗi cho con kiến dương cái đọt luôn các anh chị nè. Mình không có thời gian chăm sóc thì vậy thì thấy sót thôi, mà cũng phải chịu. Nghĩa cây này là nó cũng chăm sóc mà cái quanh nó vậy nè, là cũng thời gian tới thì mưa xuống thì bự thêm đọt nữa là khó khăn. Trồng mì đây chắc anh lấy, anh trồng mì vậy thấy nè, dù ít chăm sóc nè nhưng mà nói chung nó cũng đạt đạt các anh chị. Thì đạt theo cây chứ không thể mình bắt nó điều hết nha. Cây này cũng khá nè, cũng bị dấu hiệu bị kiến dương ăn đứt đọt nè. Hiện tại giờ miền Tây nước mặn rất là nhiều các anh chị, cái khu vực dưới đây thì chắc cũng bị ảnh hưởng nhiều. Tại ở Trà Vinh thì nó giống như nó gần biển hơn so với Vĩnh Long vậy đó, nên khi nước mặn vô thì nó cũng vô nhiều hơn. Em lại xích lại đoạn kia nữa, cái mình dừng ha. Tại đoạn kia em quay tổng thể nữa cái là mình dừng. Tại nay ra tranh thủ lên được tí xíu rồi các anh chị, nó sơ sơ thôi chứ thực ra không có thời gian coi kỹ mà kiếm dương với mấy con bọ đâu. Mà nói chung thấy cũng ổn các anh chị. Mấy cây này nè, không chăm sóc mà được vậy á, cây nó còn bự hơn một số cây trồng lại trên quê.
cũng quay lại một vòng nha. Hôm nay thì sẵn lên thì quay một vòng để cho mọi người xem thì cái vườn dừa mà mình ít chăm sóc nó như thế nào ha. Cây bự có, cây nhỏ có, nhưng mà được cái khu vực dưới đây thì ít hao cây hơn. Rồi, em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Em hẹn tất cả mọi người trong những cái clip tiếp theo.